Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp số 2 của dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Gói thầu có tổng giá trị hơn 2.078 tỷ đồng. Để thi công xây dựng đoạn km 22 đến km 32, bao gồm khảo sát, thiết kế, bản vẽ thi công. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận địa phương đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải dùng 2.095 tỷ đồng đầu tư nâng cấp dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có chiều dài 32 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.632 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Giai đoạn 1 của dự án này đã lựa chọn được hai nhà thầu chỉ định thầu là Tập đoàn Sơn Hải gói thầu xây lắp 1 và Tập đoàn Thuận An gói thầu xây lắp 2. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, việc nâng cấp mở rộng sẽ được thực hiện trên chiều dài 31,5 km, trong đó tập trung từ km 8+500 đến km 32. Việc đầu tư nâng cấp được thực hiện trong đó có trồng lên 10 km đường cao tốc mà liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu đang thi công dang dở. Nếu được thông qua, cơ quan chức năng sẽ sử dụng 2.095 tỷ đồng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện mở rộng mặt cắt ngang đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m, gồm 4 làn xe cơ giới 3,75m, chiều rộng giải phân cách giữa và giải an toàn trong 2,25m, chiều rộng giải dừng xe khẩn cấp mỗi bên rộng 3m và chiều rộng lề đất 1,50m. Đầu tư bổ sung hoàn chỉnh các hạng mục như trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống ITS. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa giải thích thêm, việc nâng cấp mở rộng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang xây dựng là chủ trương chung của Bộ Giao thông Vận tải. Theo báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, tính đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành 9 trên 10 gói thầu, trong đó chỉ định thầu theo cơ chế đặc thù 5 trên 10 gói thầu, chỉ định thầu rút gọn 2 trên 10 gói thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 2 trên 10 gói thầu. Riêng gói thầu xây dựng định mức tạm dừng chờ Viện Kinh tế xây dựng định mức mới. Đáng chú ý trong các gói thầu thuộc giai đoạn 1, tỉnh Khánh Hòa có ký hợp đồng thi công xây dựng 10 km đường cao tốc do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thầu. Gói thầu này hiện đang thi công nhỏ giọt vì vướng mặt bằng. Vào tháng 8 năm 2023, liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thực hiện gói thầu nói trên với giá hơn 2.078 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm giảm 41 tỷ đồng so với giá gói thầu, tương đương 1,93%. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, gói xây lắp số 2 do Tập đoàn Thuận An đứng đầu mới hoàn thành về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 3 trên 9,5 km thi công nền đường, cống thoát nước. Gói thầu này hiện đang chậm do vướng mặt bằng, khối lượng thi công cũng khiêm tốn, mới chỉ dọn dẹp 56.465m2 trên tổng số 396.832m2 mặt bằng trước khi thi công. Ngoài ra, gói thầu này còn thiếu một lượng lớn đắp đất K95 và K90. Cụ thể, đắp đất K95 mới có 79.904m3 trên tổng số 241.795m3. Đắp đất K90, 3.800m3 trên 61.759m3. Vẫn theo chủ đầu tư, giai đoạn 1 dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mới chỉ giải ngân 107 tỷ đồng trên tổng số 1.000 tỷ đồng, đạt 10,74%. Chủ đầu tư cũng chỉ ghi nhận khối lượng thi công tại gói xây lắp số 1 từ km 0 đến km 22 do Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu. Cụ thể, Tập đoàn Sơn Hải đã triển khai thi công được 10 trên 22 km nền đường, cống thoát nước và cầu vượt tỉnh Lộ 6, nút giao với cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Dù còn nhiều việc phải làm liên quan đến dự án,
Nhưng trong tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất phương án đầu tư nâng cấp dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hay còn gọi là Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều hợp đồng rất lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc và sau đó mới đủ sức, đủ tầm vươn ra các địa phương khác. Đặc biệt, Hậu Pháo kéo quân đến đâu để thực hiện các dự án. Ở đó, di sản để lại cho đến hôm nay là những công trình ngổn ngang, những dự án dở dang với những hậu quả rất lớn. Trong đó phải kể đến như bí thư, phó bí thư và chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc lần lượt vướng vào vòng lao lý. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, sử dụng hàng trăm hecta đất. Qua nhiều lần điều chỉnh đầu tư, cho tới nay các dự án vẫn dở dang. Trong số các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn phải kể đến những dự án như Trung tâm Thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường, dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng và công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, đây là dự án với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng, có tổng quy mô hơn 127 hectare. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 có diện tích khoảng 15,5 hectare, giai đoạn 2 có diện tích khoảng 111,8 hectare. Quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu Trung tâm Thương mại và Nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 vẫn nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh Vĩnh Phúc công khai. Dù theo giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2021, dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 186 hectare, thuộc địa phận 3 xã Lũng Hòa, Tân Tiến và Yên Lập, huyện Vĩnh Tường. Trong đó, phần đô thị có diện tích gần 93 hectare, phần chợ kho vận chuyển có diện tích hơn 61 hectare. Năm 2019, dự án trên được chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Thế nhưng, đã trải qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch, dự án vẫn hoang lạnh. Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, dự án này cũng là dự án trị giá ngàn tỷ khác do Tập đoàn Phúc Sơn nằm phơi nắng phơi sương bao lâu nay. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sông Hồng Thăng Long chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn năm 2019. Dự án gồm khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng diện tích hơn 186 hectare. Phần đô thị đang trong quá trình xây dựng có diện tích gần 93 hectare. Dự án khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường, đây cũng được xem là một trong số các dự án ngàn tỷ của Công ty Cổ phần Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô 30,2 hectare, trong đó đất ở là 12,6 hectare, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384 m2. Dự án có tổng số 400 căn liền kề, biệt thự, shop house, căn hộ. Được biết, tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy phép xây dựng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Doanh nghiệp này được tỉnh giao đất đợt 1 để thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là khoảng 1.668 tỷ đồng. Sau đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án thành 1.934 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 703 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở, xây dựng nhà hỗn hợp và xây dựng công trình hạ tầng xã hội được lùi đến trước quý 2 năm 2025. Thời điểm Nguyễn Văn Hậu bị bắt, dự án vẫn đang triển khai cơ sở hạ tầng, nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện. Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng. Đây là dự án có mục tiêu cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông kéo dài khoảng 28 km, gồm 17 km qua Vĩnh Tường và 11 km qua huyện Yên Lạc. Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 70%, còn lại 30% là ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc.
Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2010, với thời gian thực hiện trong 5 năm từ 2010 đến năm 2015. Trong dự án này, Tập đoàn Phúc Sơn nhận 2 gói thầu với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 940 tỷ đồng. Hai gói thầu này nhiều lần bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường thúc giục vì chậm tiến độ đề ra, ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương. Dự án công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư bất động sản Phúc Sơn thuộc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng. Dự án này với quy mô xây dựng 118 hectare đất đồi núi tại phường Khai Quang, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần đất xã Kim Long, huyện Tam Dương với tổng mức đầu tư hơn 1.492 tỷ đồng. Tới nay, sau gần 10 năm được chấp thuận đầu tư xây dựng, hiện tại dự án vẫn là khu đất hoang.